Chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Mình là Hương Nao Niềm và kỳ này mình đã quay trở lại với các bạn với một cuốn sách tên là Ổ Buôn Người của Giản Tư Hải. Cái điều mà khiến cho mình chú ý cuốn sách này là bởi vì nó được viết bởi một tác giả Việt Nam và mình kiểu như có xu hướng là kiểu như chuộng hàng Việt, thế nên là mình ưu tiên review cuốn sách này trước những cái cuốn sách khác. Và Ổ Buôn Người là một tiểu thuyết trinh thám truy lùng tội phạm và được viết trong cái khuôn khổ cuộc thi là Vì An Ninh Tổ Quốc của nước mình. Thế nên là hiển nhiên là nó sẽ mang âm hưởng đề cao chính nghĩa, tinh thần người chiến sĩ cảnh sát công an. Câu chuyện này lại xoay quanh một cái vụ tai nạn ở trên đèo Hải Vân, nếu mình nhớ không lầm. Một vụ tai nạn giữa một đại gia nhà giàu và chở một cô gái đi chơi và dẫn đến là cái chết của hai người này. Mỗi tội một cái là xác thì biến mất. Thế nên là cảnh sát bắt đầu nhờ đến một tổ chuyên án tên là tổ 35, là chuyên đảm nhận những cái vụ đặc biệt như thế này để điều tra. Và dần dần trên quá trình điều tra thì nó lại đi song song với một vụ buôn người ở sang Trung Quốc. Và dần dần thì nó có móc nối với nhau hay không thì đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cuốn sách này. Và sau khi đọc xong thì mình phải nhận định là đây là cuốn sách mà kiểu như là một trải nghiệm đọc dễ dàng và nhẹ nhàng lôi cuốn, là bởi vì sao? Nó không quá là xuất sắc như là cách viết trinh thám của bà, nó không quá xuất sắc như của những cái tác giả nổi tiếng như của Patricia Highsmith hay là của Agatha Christie. Thế nên nó vẫn có một số lỗi, nhưng thứ nhất thì mình sẽ nói về cái ưu điểm cuốn sách này trước. Thứ nhất là nó tạo ra được một cái sự tò mò cho người đọc. Cái đó là điều bí nhất. Và cái thứ hai là sự bất ngờ. Bởi vì khi mà mình đọc được cỡ 1/3, mình tưởng như là mình đã đoán được là cái mạch truyện nó xảy ra đâu và hung thủ là ai vân vân. Nhưng hóa ra thì không. Đến khúc sau, nửa sau thì nó bắt đầu nó lại lật sang một hướng khác. Và mình cũng khá là bất ngờ. Và điều thứ ba là nó có một sự lưu cuốn lạ kỳ. Nó không quá đặc biệt xuất sắc tinh xảo, nhưng nó lại đủ hút. Cái lúc mà mình đọc cuốn này là mình đang ở bệnh viện chờ xếp hàng á. Trong cái hàng chờ cực kỳ lâu như vậy thì mình ngồi đọc cuốn này và mình đọc một mạch, đọc được liền một nửa. Và nó rất dễ dàng, kiểu như là đọc cứ trôi vậy đó. Mình không cảm giác như bị rơi vào book slump như khi mà mình đọc những cuốn sách khác. Và đặc biệt là những cái pha hành động trong đây thì được miêu tả cũng khá là hay và khá là gay cấn. Và một điều điểm cộng là mình có một cái cặp vợ chồng trong đây, và người chồng là chiến sĩ công an, và cái mối quan hệ của hai vợ chồng này thì khá là mắc cười, kiểu như là mình đọc mà mình thấy kiểu như cười đó, kiểu châm biếm á, khá là hài. Khen là như vậy, còn cái điểm chê thì cái điểm chê lớn nhất của cuốn sách này mình nghĩ là cái lối hành văn. Bởi vì là mình cảm giác là thứ nhất là cái ngôn từ, cái cách diễn đạt nó còn chưa cho chút, nhiều lúc nhiều cái cách miêu tả thì nó còn hơi sao ta, quá cliché á, nó quá rập khuôn, mình không phải gọi rập khuôn mà mình thấy quá thường, mình đã gặp nhiều rồi. Và cái thứ hai là cái xây dựng tính cách nhân vật thì có một số người mình cảm giác là lời thoại và hành động của nhân vật thì không khớp với những gì mà tác giả đã miêu tả trước đó, thế nên mình cảm giác nó rất là khập khiễng. Nhưng mà nếu mà các bạn xét về cái khía cạnh khác là đây là một tiểu thuyết trinh thám tội phạm thì nó đã hoàn thành được cái mục tiêu của nó chưa, thì mình cảm giác là nó đã hoàn thành được rất là tốt. Thế nên là nếu là bạn chỉ đang đơn thuần là tìm một cuốn sách để giải trí và bạn yêu thích hành động và trinh thám bắt tội phạm thì mình recommend cuốn sách này. Mình chọn review cuốn sách này một phần cũng bởi vì cái chủ đề của cuốn sách này nó nói về cái nạn buôn người, cụ thể các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc, thì đây là một cái vấn đề cần được nhắc đến bởi vì là cái nạn này nó diễn ra rất là thường xuyên, đặc biệt là những vùng miền cao và miền giáp với biên giới, thì đây là một cái chủ đề mà cần được nhắc đến. Và tổng quy lại thì mình đánh giá cuốn sách này là 3.5 sao, nhưng mà cũng rất là đáng đọc và thú vị. Và đó là review của mình đối với cuốn sách này. Đó là tất cả trong video này. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye.